Kính chào các bạn học viên. Sau đây tôi xin hướng dẫn cho chúng ta về cách kê khai hóa đơn hàng bán bị trả lại. Theo quy định tại thông tư 39 năm 2014, khi lập hóa đơn hàng bán bị trả lại thì cần ghi rõ tại dòng nội dung cụ thể như sau. Hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách số lượng, chất lượng theo hợp đồng số hoặc cho hóa đơn mua hàng số ngày tháng năm. Và cũng theo công văn số 4943 TCT gạch ngang kê khai hướng dẫn một số vướng mắc về kê khai thuế và khai bổ sung hồ sơ kê khai thuế. Theo điểm 2 phụ lục 4 của thông tư 39 quy định tổ chức cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện ra hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa. Khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn. Trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách chất lượng, tiền thuế giá trị gia tăng nếu có. Trong trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng hóa trả lại theo giá không có thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng theo hóa đơn bán hàng, số ký hiệu ngày tháng của hóa đơn, lý do trả lại hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập. Căn cứ trên hóa đơn trả lại hàng hoặc hóa đơn điều chỉnh, bên bán thực hiện kê khai điều chỉnh doanh số bán và thuế giá trị gia tăng đầu ra, bên mua thực hiện điều chỉnh doanh số mua và thuế giá trị gia tăng đầu vào tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn trả lại hàng hoặc phát sinh hóa đơn điều chỉnh. Như vậy, với hóa đơn hàng hóa trả lại thì chúng ta sẽ kê khai như hóa đơn bình thường, cụ thể như sau. Với bên bán, tức là bên bị trả lại thì kê khai vào phụ lục 01-2 trên GTGT hay là bảng kê mua vào. Còn bên mua là bên xuất trả lại hàng thì chúng ta sẽ kê khai vào phụ lục 01-1 trên GTGT, tức là bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra. Trong trường hợp hóa đơn cụ thể trên giáo trình này thể hiện nội dung là áo sơ mi, hàng bán bị trả lại theo hóa đơn bán hàng ngày 15 tháng 4 năm 2015 với số lượng là 15 chiếc, đơn giá là 750 chiếc, thành tiền là 11.250.000 đồng giá trước thuế, tiền thuế giá trị gia tăng và tổng giá trị thanh toán. Và với trường hợp này là công ty chúng ta là bên bán, do đó chúng ta sẽ kê khai hóa đơn này vào phụ lục 01-2 trên GTGT và ghi dương. Cách thao tác như sau. Tại phụ lục 01-2 này, tôi bấm F5 thêm dòng. Số hóa đơn là 0000155. Ngày hóa đơn là 29 tháng 4 năm 2015. Tên công ty là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phú Vinh. Mã số thuế, chúng ta điền thông tin mã số thuế vào. Giá trị hàng hóa mua vào trước thuế căn cứ trên hóa đơn là 11.250.000 đồng. Số tiền tương ứng là 1.125.000 đồng. Ghi chú, chúng ta ghi là hàng bán bị trả lại. Sau đó chúng ta tích vào ghi. Như vậy tôi đã hướng dẫn cho chúng ta về cách kê khai hàng bán bị trả lại trên phần mềm HTKK. Chúc các bạn học tốt.